Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm ngày thứ hai 8 tháng 1 năm 2021 giờ Houston. Thưa quý vị, ngay giờ phút này có rất nhiều bạn đang nhắn Messenger cho tôi. Lo lắng không biết tại sao hơn một ngày qua tôi không làm chương trình. Có những bạn lo lắng là vì sức khỏe, và cũng có những bạn hỏi rằng có phải vì anh Hùng đang lo sửa nhà, mà cái nhà của anh Hùng thì bé bằng cái chuồng xí của người ta, thì chắc sửa một ngày là xong, sao để lâu thế? Thì đó là những suy nghĩ của một số người. Một là tôi bận vì đang sửa nhà và sửa xong rồi. Hai là tôi có thể bị bệnh nên tôi không làm chương trình. Nhưng thưa tất cả quý vị khán thính giả, tất cả những lý do đó là không có trúng sự thật. Vì tôi không làm chương trình, nguyên do là cái cột wifi ở trong cái khu vực của tôi nó bị hư cái gì đó mà nó sửa chưa có xong. Nên quý vị mới thấy trong tuần qua nó cứ nhấp nháy lên và xuống, nó không có đều. Và hai hôm nay nó bị mất sóng hoàn toàn. Đó là nguyên do. Đó là nguyên do hoàn toàn. Vậy thì tôi có sửa nhà hay không? Thưa quý vị, tôi sửa xong rồi. Sửa xong và dọn dẹp xong hết rồi. Và tôi tính đi ngủ. Nhưng mà cứ nhận Messenger kiểu này thì ngủ không được. Nên thà để cho quý vị khán thính giả xem nhà đã sửa xong, dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Và nguyên do chính yếu là tại sao là, thì quý vị hãy xem cái thiết bị Wi-Fi tôi cũng trình bày để quý vị khán thính giả thấy rõ. Vậy thì tôi xin mời quý vị đi thăm nhà của tôi nha. Nhà đã sửa xong hết rồi. Lót laminate và lót porcelain ở ngoài sạch sẽ. Tôi đã dọn dẹp và giặt sấy đàng hoàng hết rồi. Giờ này đáng lẽ tôi đi ngủ. Nhưng vì có nhiều khán thính giả mến mộ những cái nhắn Messenger hoài, tôi phải làm một chương trình ngắn. Cái này nó không phải là tôi tải lên bằng Wi-Fi, mà tôi tải bằng cái điện thoại cầm tay. Nó ngắn thì được và không có quảng cáo nha. Nhà đã sửa xong, tôi đã dọn dẹp lau chùi rồi. Và ngay cả phòng tủ áo của tôi, bề ngang 3 thước, bề dài 5 thước, cũng đã lót laminate cho sạch sẽ. Và tất cả những cái đồ gì đó thì tôi vất vô trong cái phòng tủ áo, khỏi phải lo. Đây là phòng tủ áo của tôi. Phòng tủ áo mà cũng lót laminate sạch sẽ rồi, nên an tâm không có phải lo gì nhiều. Đây là phòng tủ áo, đã lót sạch sẽ hết. Đồ gì đó về đây cứ cất ở trong phòng tủ áo cho nó gọn luôn rồi. Đây là phòng tủ áo. Rồi bước từ phòng tủ áo của tôi thì ra là phòng ngủ của tôi. Đây là phòng ngủ của tôi. Và có luôn cả máy chạy trong này. Tôi để một số dụng cụ văn phòng ở trong này. Ở trong này làm việc luôn. Rồi quý vị thấy rằng là đây là thùng giày của tôi. Giày với dép. Một mình thôi mà cũng đã quá trời là nhiều đồ rồi. Đây là chỗ mà đánh răng. Và đây là phòng vệ sinh. Phòng tắm. Phòng vệ sinh là ở đây. Họ nói cái nhà của tôi thì bằng cái phòng vệ sinh của họ. Tôi không biết cái phòng vệ sinh của họ nó rộng như thế nào, mà dám nói cái nhà của tôi 100 mét vuông là bằng cái nhà vệ sinh của họ thôi. Là cái chuồng xí của họ. Những người đó đầu óc cũng hay. Chắc là họ giàu lắm. Giàu hơn nhà chắc của họ thì phải là
mấy chục ngàn mét vuông mới có một cái phòng vệ sinh 100 mét vuông chứ. Đó là phòng vệ sinh của tôi. Và bên này là một phòng ngủ còn dư, để khi mà có khách hoặc là con cái tới chơi thì có chỗ còn nghỉ ngơi. Đó là phòng dư một phòng. Rồi đi ra ngoài thì đây là phòng khách của tôi, cũng đã lót laminate rồi, gì xong hết rồi. Lót laminate xong hết rồi. Và đây chính là nguyên do mà quý vị thấy là wifi nó bị hư. Đây là thiết bị wifi, nhưng mà nó là cái chính giữa nó không có nhấp nháy, tức là cái cột ở ngoài á, ở ngoài ngoài chính á, nó bị hư đó, cái chính giữa nó không nhấp nháy là lý do đó. Và quý vị nhìn từ đây vào thì thấy đó là phòng mà tôi hay làm chương trình. Đây là phòng làm chương trình đây, cũng đã lót xong hết laminate rồi. Còn phòng bếp thì có máy giặt. Cái này thì hồi xưa nó đã có sẵn hết rồi. Là có gạch và có marble ở trên countertop. Cái đó là có từ xưa rồi. Đây là phòng bếp. Và có máy giặt ở đây. Nhưng rồi tôi đưa máy sấy ra ngoài, tại vì sấy ở ngoài nó sạch hơn. Đây là mấy ngày hôm qua đã sửa sang lại. Thì đây là cái nền nhà mà mới lót, nền của patio lót bằng porcelain, tại vì cái này ngoài trời thì nó phải là gạch. Gạch thì mưa ướt nó không có bị hư. Và tôi đưa cái máy sấy ra ngoài này, đó, máy sấy để ở ngoài này. Tất cả những cái đồ đạc gì đó mà thí dụ như bếp núc, đồ barbecue, tôi mang hết ra ngoài này. Và ngồi ngoài này này thì ngắm được mặt trời, bầu trời, ban đêm cũng ngó được sao, không? Đó, đó là cái khung cảnh mà đã sửa sang nhà trong mấy ngày qua. Không phải vì việc sửa sang mà không làm chương trình, nhưng mà là chính yếu là vì cái ông wifi thôi. Cái ông wifi không có lên được. Thì ngày mai thợ mới tới, họ coi lại họ sửa như thế nào. Không phải cái modem này mà là cái cột trụ ở ngoài đó. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả đi thăm nhà của tôi. Căn nhà mà họ gọi là bé bằng chuồng xí của họ, bé bằng cái mắt mũi. Bé hay như thế nào tôi không cần biết, đối với tôi nó là căn nhà của tôi. Và nay tôi đã sửa sang lau dọn lại sạch sẽ. Sửa sang tức là sửa cái nền nhà lót laminate và lót porcelain cho patio. Thì tôi cảm thấy thoải mái. Không phải vì lý do đó mà tôi không làm chương trình, mà vì lý do wifi, quý vị đã thấy. Nên ngày mai cũng không có chương trình, cho đến khi nào mà họ sửa xong được cái cục điện wifi ở ngoài á, thì mới có được chương trình. Chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn theo dõi của quý vị. Và giờ phút này khi nó đã được tải lên rồi, thì tôi cũng mong rằng quý khán thính giả mến mộ, xin đừng nhắn Messenger cho tôi để tôi đi ngủ. Biết nguyên do rồi đừng có lo, không? Tôi vẫn khỏe, cảm ơn quý vị, rất là khỏe, không gì cả. Nhà có sửa hơn tuần qua, sạch sẽ hết rồi, lau dọn rồi. Và cũng giặt sấy, quý vị đã nghe thấy gần xong hết rồi. Vậy thì an tâm, tôi không có bị gì hết, nó chỉ là cái wifi thôi. Hẹn gặp quý vị khi nào có chương trình từ wifi.